Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách lặt lá mai và cũng như cái thời điểm mà người ta chọn để lặt lá mai cho Tết, những cái bông hoa mai nó trổ đúng cái thời điểm nha các bạn, để đón xuân về. Thì ở đây là cây bông cúc nha các bạn. Còn sát bên cây bông cúc này, ở trên là cây mai này là cây mai, trên đây là cây mai tứ quý nha các bạn. Còn mình sẽ chia sẻ với các bạn, mình sẽ tuốt và lặt lá là ở cây mai sát bên đây nữa các bạn. Cây này là cây mai vàng, xin chia sẻ với các bạn nha. Thì các bạn thấy là đây là những cái nụ hoa mình đã tuốt một cành mai rồi các bạn. Mình chia sẻ các bạn cái thông thường người ta sẽ tuốt hoa mai là có hai cái cách nha các bạn. Cây này là cây mai vàng, trồng ở trước sân mình có hai cây, một cây bên kia là cây tứ quý. Cây này là cây mai vàng. Thì thông thường có hai cái cách lặt, hai cách tuốt lá mai. Cách thứ nhất là mình chia sẻ các bạn cái cách thứ nhất trước nha. Cách thứ nhất các bạn là mình sẽ lặt ngược cái lá nè, mình sẽ lặt ngược về sau các bạn. Cách thứ nhất đây mình đang làm sẽ là cái cách thực hiện là cách thứ nhất cho các bạn xem. Mình sẽ lặt ngược nha các bạn, rồi lặt ngược về sau. Các bạn thấy là đang ngược về sau nè. Rồi đây là mình những cái đoạn lặt ngược về sau các bạn đó. Thì cái cách thứ nhất này nó có ưu điểm là mình sẽ ít tốn sức, mình lặt ngược về sau là nó gãy liền, ít tốn sức nè. Thứ nhất ít tốn sức, là thứ hai là nó nhanh, ít tốn cái thời gian. Như vậy là ai mà trồng ở nhà nhiều mai á thì ta để lặt nhanh thì thường các bạn sẽ dùng cái cách thứ hai. Các bạn thấy là cái phần này mình sẽ lặt ngược về sau nè, các bạn thấy nó rất là nhanh, ít tốn sức, nhanh. Tuy nhiên cái cách này ưu điểm là như thế, nhưng mà cái nhược điểm đó các bạn, mình lặt ngược về sau như thế này thì những cái đoạn thân non á các bạn, nó dễ bị xước, nó xước lặt nó bị xước theo, nó có khi là đi luôn nguyên cái nụ luôn các bạn đó. Đó là cái đây là mình, phần này là mình nãy giờ cũng có bị xước nữa các bạn. Đó là cái cách thứ nhất nè các bạn. Mình chỉ cần lật ngược về sau thôi, nó sẽ gãy liền. Cách này là ưu điểm là ít tốn sức, nhanh, ít tốn thời gian. Đó, mình đang thực hiện cái cách thứ nhất đó các bạn, lật ngược về sau nguyên cái nhánh này nè, nó nhanh không? Nãy giờ là mình vừa chia sẻ các bạn, là vừa thị phạm cho các bạn xem luôn, là một nhánh đã xong rồi, đã xong một nhánh, các bạn thấy rất nhanh không? Tuy nhiên như nãy mình chia sẻ đó, cái hạn chế của nó là có những cái đoạn là cái lá nó, những cái lá nó gãy đó, thì nó gãy ngược về sau thì cái phần này nó bị tróc da luôn, nó tróc như cái thân nó tróc theo luôn các bạn, mà có khi nó gãy nụ, cái nụ nó bị xước theo luôn, nó xước theo. Đó là cái nhược điểm. Còn đó là mình chia sẻ cái cách thứ nhất. Mình sẽ thực hiện hết cái cành này ở cái cách thứ nhất kìa các bạn. Cách này cách thứ nhất, mình thực hiện hết cái cách thứ nhất trên đây nè. Các bạn thấy mình chỉ cần lật ngược về sau thôi, nó rất là nhanh. Nãy giờ mình vừa làm mà chỉ có một cái, mình chỉ dùng một tay thôi các bạn ơi. Mình đang sử dụng cái tay phải, bên đây mình đang cầm máy nè các bạn. Như vậy chỉ cần một cái mình bẻ nhẹ về sau thôi, nãy giờ là được một nhánh rồi các bạn. Đó, là được một cái nhánh rồi. Các bạn thấy trên nhánh này có những cái nụ búp bằng nửa cái hạt gạo các bạn, nó bằng nửa hạt gạo à. Rồi đó là mình được một nhánh rồi các bạn ơi.
Rồi còn cái nhánh thứ hai này mình sẽ thao tác cho các bạn xem là cách thứ hai. Cách thứ hai nè các bạn. Cách thứ hai thì hồi nãy mình sẽ lật ngược ra sau, còn cách thứ hai này mình sẽ mình không lật ngược ra sau nữa. Ha, mình sẽ kéo theo cái chiều lá đó, là kéo về phía trước theo cái chiều lá đó các bạn. Kéo theo chiều lá là cách thứ hai. Đó, cách thứ hai này cũng có ưu điểm luôn. Cái ưu điểm đó là như nãy là lật ngược về sau là cái khuyết điểm đó là bị trầy xước, những cái đoạn thân non nè nó bị trầy xước nha các bạn. Và cách thứ hai này nó hạn chế, nó có ưu điểm là nó ngược lại cách thứ nhất. Đó, là mình kéo như thế này là nó không bị xước. Đó, các bạn thấy mình đang thực hiện cách thứ hai. Mình đang thực hiện cách thứ hai nha các bạn. Cách thứ hai này là đó, mình sẽ kéo cái lá theo cái chiều của lá mai. Các bạn thấy không? Kéo về phía trước theo cái chiều lá đó. Thì cái cách này có ưu điểm là cái thân, cái chồi, cái nụ hoa nó không bị xước. Tuy nhiên cái hạn chế đó các bạn là nó mất nhiều thời gian và mất sức hơn. Ta kéo mạnh nó mới đứt. Và đó là cái khuyết điểm, cái hạn chế của cách thứ hai. Đó, ưu điểm của nó là các đoạn lá nó, đoạn lá già thì nó không bị xước nha các bạn. Cái đoạn thân già đó là nó không bị xước, lá già luôn là nó không bị xước. Đó là cái ưu điểm. Còn hạn chế nãy mình vừa nói đó các bạn, là nó sẽ mất thời gian và mất sức hơn so với cách thứ nhất. Và có một cái khuyết điểm nữa các bạn thấy là nếu mà ta kéo về phía trước như thế này nè, cái đoạn lá già thì nó sẽ nó không bị trầy xước gì, nó sẽ đứt ra hết, nó đứt gọn luôn. Tuy nhiên gặp những cái đoạn lá non đó các bạn, là thực hiện cái cách thứ hai thì nó có một cái hạn chế nữa là nó sẽ đứt luôn cái đoạn non này các bạn. Và mình kéo về nó đứt luôn, nó đứt cái đoạn non nó, các bạn thấy. Mình đang thao tác thị phạm cho các bạn xem. Các bạn thấy không, nếu mà ta kéo cái đoạn non nè, kéo theo chiều lá thì nó sẽ đứt luôn nguyên cái đoạn luôn các bạn. Còn cái đoạn già thì nó không hề bị trì xước, nó hay chỗ đó. Thì hai cách nào cũng có cái ưu khuyết điểm thôi các bạn. Tùy theo như vậy, tùy theo mình đến cái đoạn thân mai nào, tùy theo ha các bạn, thì mình áp dụng hai cách luôn. Tại vì mỗi cách nó có cái ưu khuyết điểm riêng. Thì nãy giờ mình cái đoạn này, ở cái phần thân này đó, mình nãy giờ đang thực hiện cách thứ hai nè các bạn. Tuy nhiên ở cái phần thân non thì mình không nên áp dụng cái cách thứ hai này nha các bạn. Cái phần đọt non, thân non này mình kéo như thế này là nó đứt luôn nguyên đoạn không, đứt thân non không. Vậy là tùy theo mỗi như vậy. Cái đoạn này mình thì cơ ứng biến các bạn ơi, có lúc là thực hiện cái cách thứ hai, có lúc là thực hiện cách thứ nhất. Nãy giờ mình áp dụng là hỗn hợp hai cách luôn á. Các bạn thấy là tùy lúc ha, chứ không phải là lúc nào cũng áp dụng một cách. Thì thông thường á, những nhà mà trồng mai nhiều thì để nhanh thì áp dụng cái cách thứ nhất. Tuy nhiên mình tỉ mỉ trong từng cái dưỡng cho từng cái nụ hoa thì người ta nên áp dụng cả hai cách luôn các bạn ơi. Mới giữ được những cái nụ hoa, những cái đọt nó không bị gãy các bạn. Nó không gãy và nó không bị trầy xước nữa các bạn, nó không bị xước lá, xước cành. Vậy là mình vừa chia sẻ các bạn hai cách luôn. Tùy theo chúng ta, tùy cơ ứng biến nha. Áp dụng hỗn hợp hai cách luôn. Đó là cái thời điểm mình chia sẻ các bạn luôn. Thời điểm thông thường đó là lặt tuốt lá mai này là khoảng giữa tháng chạp. Thì hôm nay là mình tuốt những cái lá mai này là đang 14 tháng chạp nha các bạn, là sớm một ngày. Thì các bạn thấy những cái nụ hoa này nó búp búp
nó bốc bốc trong cái nách lá, những cái nách lá mình vừa tuốt nãy các bạn. Các bạn thấy nó bằng nửa hạt gạo à. Cái kinh nghiệm của trong dân gian của bà con để lại các bạn, là đến ngày 23 đó đưa ông táo về trời đó các bạn, là những cái búp qua nữa hạt gạo này nó sẽ trở thành những cái bao lụa, và lúc đó là cái thời điểm nó trở thành có những cái bao lụa trong cái bông hoa đó. Như thế là đến một tuần sau đó các bạn, là tuần sau một tuần nữa là đến 30 ngày giao thừa đó, thì sáng dậy mùng 2 là những cái nụ hoa này nó lác đác, nó nở ra các bạn. Thì đến mùng 2 bắt đầu nó nở, mùng 1 là lác đác, mùng 2 bắt đầu nó nở rộ, mùng 3 bắt đầu nở rộ từ từ hết luôn các bạn. Và đó là cái kinh nghiệm trong dân gian bà con chia sẻ, mình cũng chia sẻ lại các bạn nha. Các bạn thấy hiện giờ là những cái nụ gần nửa hạt gạo các bạn. Đó là những cái chia sẻ của mình. Vậy là cách Tú La Mai có hai cách các bạn, tùy lúc ha, lúc chúng ta áp dụng cách 1, có lúc chúng ta áp dụng cách 2, phối hợp hai cách luôn. Còn bạn nào không có thời gian thì áp dụng cách thứ nhất thì nó nhanh. Tuy nhiên mỗi cách có ưu nhược điểm, ưu khuyết điểm nó riêng. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn, mình nghĩ con đây là cũng cái điều đầy thú vị. Các bạn thấy thích thú hãy đăng ký và ủng hộ kênh mình. Chúc các bạn đầy niềm vui trong cuộc sống nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau nha. Chào tạm biệt các bạn nha.